máy lọc nước. Thì giờ mình sẽ mở ra, mình đã mở bên kia để mình kiểm tra rồi, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết nhé. Bạn nào ưng mẫu nào thì chụp ảnh màn hình qua cho mình. Mình chỉ mở cho các bạn xem nồi thôi, còn chi tiết thì thực tế là rất tốn thời gian, thì mình sẽ quay ở những video sau, hoặc bạn nào cứ chụp ảnh màn hình rồi mình sẽ quay chi tiết cũng như báo giá cho các bạn nhé các bạn. Rồi giờ mình sẽ vào quay cho các bạn xem. Môi chè hàng mới 100% nhé các bạn. Đấy, mới 100% luôn, hàng chưa dùng. Các bạn nhìn này. Đấy, cái này thực tế là có khách đã hỏi rồi. Đấy, cái mẫu này là mình chốt giá là 7 triệu luôn nhé các bạn. Đây, Toshiba 1.8L cao tần hút chân không, màu trắng. Đấy. Panasonic áp suất điện tử cảm ứng 1.8L áp suất điện tử vừa ấm. Đấy. Rất đẹp luôn đấy các bạn. Đây là tô chuông bản kỷ niệm nhé các bạn. Đấy, tô chuông bản kỷ niệm. Để mình bóc các bạn xem mặt luôn. Khủng long 1 lít rất là nặng luôn. Đây là son có tách đường này các bạn này. Cái này là mình đặt hộ khách. Quên cái con này chưa kiểm tra nữa. Con này là cũng là Toshiba hút chân không 1.8L nhé các bạn, giống con kia luôn. Đúng rồi. Hồi nãy là mình bên kia mình quên, mình chưa kiểm tra luôn. Chưa kiểm tra bẻ vỡ. Không biết nó có bẻ vỡ hay không đây. Đấy, may quá không sao. Đấy, rất là đẹp luôn nhé các bạn. Đây là con Pana áp suất điện tử bùa 1.8L luôn. Đấy. Còn đây là tô chuông tầng nhé các bạn, 1 lít cũng rất là đẹp. Còn đây là nồi chiên Pana cảm ứng nhé các bạn. Đấy. Lọc nước Panasonic. Con này là Pana FPA áp suất điện tử bù ẩm 1 lít. Mình trả thiếu sót mấy cái. Rồi. May quá không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đó. Rất là đẹp nhé các bạn. Đây cũng Pana áp suất điện tử của 1 lít luôn. Đây là Pana áp suất điện tử của 1.8L. Chiên Philips. Đây là nồi tô son chuông nửa lít. Đấy. Cái này còn rất là đẹp luôn các bạn này. Cực kỳ đẹp luôn. Đây
Đây là cái Pana áp suất điện tử 1 lít năm 2022 luôn các bạn. Mẫu này rất là mới luôn, mẫu này rất là đắt tiền luôn nhé các bạn, cực kỳ đắt tiền luôn đấy. Khóa này cũng rất là lạ luôn này. Đấy. Những mẫu lạ thì tiện thì mình mở cho các bạn xem. Chứ mở thì phải giới thiệu chi tiết đấy các bạn, nó rất tốn thời gian, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Các bạn cứ ưng mẫu nào thì chọn màn hình lại. Rồi à, mở Zalo cho mình. Đây. Pana áp suất điện tử của 1.8 nữa. Đây là loại tách đường mới nguyên thùng thì bạn nào ưng thì liên hệ với mình. Đây là nồi chiên, cũng nồi chiên luôn. Chiên cảm ứng. Đây là Pana áp suất điện tử bùa 1.8 luôn. Lâu này mình về rất nhiều 1.8 nhé các bạn. Ở đây là Pana áp suất điện tử bùa 1 lít. Pana bù ẩm thôi, Pana bù ẩm 1.8 đấy. Mẫu này là mẫu còn rất là mới luôn các bạn này. Ở đây cũng là nồi chiên cảm ứng, cái này là hàng chưa dùng luôn nhé các bạn, nhưng thiếu thùng hàng chưa dùng này. Các bạn nhìn phong niêm phong còn nguyên này đấy. Đây là Pana áp suất điện tử bùa ẩm 1.8 luôn. Đây, mẫu này thì giống mẫu kia nhé các bạn, mẫu này là mẫu cảm ứng màu trắng. Rồi. Đây là Pana áp suất điện tử bùa 1 lít cảm ứng luôn nhé các bạn. Đấy. Đây là Tiger gốm 1 lít luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn nhé các bạn. Rồi. Đây là tô chuông bản kỷ niệm nhé các bạn, 1 lít. Đấy, giống cái kia luôn, cảm ứng. Đây. Còn đây là nồi hầm Zuji. Đấy. Cầm cho anh ấy. Đây là Tiger. Con này không được đẹp nhé các bạn. Con này mình nãy mình kiểm tra mình thất vọng, mình mua bị nhầm các bạn. Con này Tiger 1.8 áp suất 2 bi. Đấy, xoang các bạn nhìn này, nó bị 2 chấm như này. Đấy, cái này giá rất là rẻ luôn. Cái này là bạn nào ưng thì mình chốt giá luôn. Còn này là bạn nào ưng thì mình để cho các bạn là 2.7 triệu thôi nhé các bạn. Rồi. Đây, mẫu cuối cùng là một con nồi tô chuông. Trong đống này mình có một vài nồi các bạn là hàng chưa dùng, như cái nồi môi chè này cũng là hàng chưa dùng, và hình như là cái này luôn cũng là hàng chưa dùng luôn đấy các bạn. Tại vì cái này mình nói thật là mua giá rất là cao luôn. Đây, các bạn xem cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Không có bong chóc chảy xước gì nhé các bạn. Đấy, phụ kiện là còn đầy đủ luôn các bạn nhìn này, đúng là cái này là hình như là hàng chưa dùng luôn đấy các bạn. Đấy. Rồi, thì qua video này, bạn nào ưng mẫu nào thì cứ chụp ảnh màn hình lại rồi gửi qua Zalo 0988083784 giúp mình nhé. Rồi mình sẽ gửi chi tiết cũng như báo giá cho các bạn xem luôn nhé các bạn. Mẫu này 2.8. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.